Trong cái bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ cho các bạn là cung lượng tim CO là gì, vai trò của nó. Đấy, cung lượng tim là cái thể tích máu được tim bơm vào động mạch chủ trong trong mỗi phút. Đó đồng thời là thể tích máu lưu thông trong cái vòng tuần hoàn chung của cơ thể. Cung lượng tim là một trong những cái yếu tố quan trọng của vòng tuần hoàn, bởi nó đánh giá được cái tổng lượng máu cung cấp cho tất cả các mô bên bên trong cơ thể. Tuần hoàn tĩnh mạch là gì? Tuần hoàn tĩnh mạch là thể tích máu ngoại vi được đưa về tim qua tâm nhĩ trong trong mỗi phút. Tuần hoàn tĩnh mạch và cung lượng tim phải cân bằng nhau, và chỉ trừ trong một vài nhịp đập khi máu đổ về và tống đi tạm thời tại tim và phổi. Như vậy thì công thức nào để tính cái chỉ số cung lượng tim? Ta có công thức tính chỉ số cung lượng tim như sau: Q bằng F nhân cho CA trừ cho CV. Trong đó Q là lượng một chất phân bố theo thời gian, F là thể tích máu lưu thông qua qua tim, CA trừ CV tức là nồng độ chất tại vị trí A và vị trí B. Hay nói cách khác, chúng ta có thể phát biểu rằng số lượng một chất phân bố theo thời gian bằng tích của thể tích máu lưu thông qua tim đấy, nhân cho nồng độ chất tại vị trí A và tại vị trí B. Chúng ta sang cái phần thứ ba, đó là chỉ số sinh lý cung lượng tim khi nghỉ ngơi và khi gắng sức. Chúng ta vào phần này này thì chúng ta phải nắm kỹ các thông số, đúng không? Nếu không nắm kỹ các thông số thì chúng ta sẽ dễ dàng quên đi. Đấy, dễ dàng không là chúng ta sẽ không làm được, không thực hành được. Cung lượng tim nó thay đổi phụ thuộc vào mức độ hoạt động của cơ thể. Một yếu tố có thể làm thay đổi trực tiếp cung lượng tim đó là những yếu tố nào? Đó là năng lượng chuyển hóa cơ bản là một này, hoạt động cơ thể là hai này, tuổi là ba này, kích thước cơ thể là bốn này. Đấy, đối với người nam khỏe mạnh thì cung lượng tim khi nghỉ trung bình là khoảng 5,6 lít trên vào một phút. Đối với nữ khỏe mạnh là 4,9 lít trên 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 một phút. Yếu tố tuổi cũng được quan tâm, bởi vì càng nhiều tuổi thì hoạt động cơ thể cũng như khối lượng của cơ thể, ví dụ như là mô xương chẳng hạn, sẽ bị giảm, và vì vậy cung lượng tim khi mà nghỉ ấy, thì nó khoảng là 5 lít trên trên một phút đối với người người trưởng thành. Đấy, nhắc lại cung lượng tim nghỉ đấy là khoảng 5 lít trong một phút đối với người trưởng thành. Chỉ số cung lượng tim, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cung lượng tim sẽ tăng diện tích bề mặt cơ thể. Do vậy, cung lượng tim được đánh giá qua chỉ số của nó và được tính bằng thể tích trên vòng 1 m² trên diện tích bề mặt cơ thể. Ở người bình thường ấy thì nó cân nặng là 70 kg và chỉ số cung lượng tim là khoảng 3 lít trong vòng 1 phút, trên 1 phút và trên 1 m². Vậy thì ảnh hưởng tuổi đến cung lượng tim như thế nào? Thì chúng ta vào cụ thể nhé. Cung lượng tim tăng nhanh, nó đạt đỉnh khoảng là 4 lít trên 1 phút và trên 1 m² đối với 10 tuổi. Sau đó nó giảm xuống ở trên là 2,4 lít trên vòng 1 phút và trên 1 m² ở tuổi 80. Cung lượng tim được điều chỉnh suốt cuộc đời thông qua chuyển hóa cơ bản chung của cơ thể. Vì vậy, chỉ số cung lượng tim giảm thì nó biểu thị sự giảm của hoạt động thể chất hay là giảm khối lượng cơ tương ứng đối với tuổi. Cung lượng tim viết tắt là CO, nó là một cái huyết động, chỉ lượng máu được bơm đi bởi tâm thất trái trong vòng 1 phút.
Hai thông số chính ảnh hưởng tới cung lượng tim là nhịp tim và thể tích nhấp bóp. Nhịp tim là HR và thể tích nhấp bóp là SV. CO bằng HV nhân cho HR, tức là cung lượng tim bằng bằng nhịp tim nhân với thể tích nhấp nhấp bóp. Tâm thất trái được quan tâm nhiều hơn tâm thất phải vì nó bơm máu đi toàn bộ cơ thể để nuôi các tế bào và bị ảnh hưởng nhiều bởi nhịp tim. Chúng ta có một cái quy chuẩn xác định như sau. Cung lượng tim là từ 5 đến 8 lít trong vòng 1 phút, đó là chỉ số bình thường. Cung lượng tim đối với thể thao là 25 lít trong vòng 1 phút. Còn HR tức là nhịp tim ấy, nhịp tim trong khoảng từ 60 cho đến 90 nhịp trong vòng 1 phút, nó là bình thường. Đấy. Cung lượng tim là chỉ lưu lưu lượng máu được bơm đi, đồng nghĩa các thông số này nó có đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng của tế bào cho cái cơ thể. Nhiều máu đi đến tế bào đồng nghĩa là các tế bào sẽ có nhiều năng lượng hoạt động. Ngược lại, ít máu làm cho các tế bào có năng lượng có ít năng lượng và như vậy hoạt động cơ thể sẽ bị giảm sút. Và thông số cung lượng tim có tầm quan trọng rất lớn đối với hoạt động tim mạch. Cung lượng tim đủ lớn thì cơ thể sẽ đủ năng lượng để hoạt động mà không dùng đến những cái cơ chế ví dụ như là điều dưỡng hiếu khí này, đảm bảo tuổi thọ và sự tồn tại, cái khả năng hoạt động của tế bào của cơ thể. Và như vậy, tôi vừa giảng cho các bạn cái cung lượng tim CO và vai trò của nó. Và các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0834 030928 hoặc là qua cái địa chỉ Facebook, địa chỉ email ở cái phía dưới link mô tả của cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài học tiếp theo.